Lo gì kia luôn. Bộ cặp hơn á. Để em xuống luôn. Rồi để chút nữa gom lên chơi ra ngoài phòng lượn này, phòng lượn để này. Rồi làm xong ngăn phòng anh ấy lại bắt đầu là hả? Có làm lại không? Hả? Gắn lại không? Có gắn lại đi cặp cặp tường chứ không đi giống này. Đi ra ngoài đi để. Đi ngoài đi chỉ cho tóc này đi. Giờ nơi ngồi phòng đảo á, ngồi phòng đảo. Bỏ hết, tháo hết làm lại. Thì chắc chắn là phải làm cái giữa đó. Bây giờ làm gom gom là làm cái nào một phòng nào cho nó gọn phòng đó đi. Nó đi luôn á thì chỉ nữa là bắn dán như mà bắn lo lên là bắn gấp lên là bắn lo lên luôn. Dây điện. Bây giờ đi sẵn luôn phải không? Đi ra rồi. Dây điện với lo sẵn rồi. Hả? Dây điện với lo bắn sẵn hết trời. Rồi bắt đầu nữa dây điện dán gần gốc lên bắn là bắn lo lên. Bây giờ bắn lo cách nào là điện cho bắn luôn. Đi không đều, tức là cái khung sườn của người ta đi không đều. Mình bắt đầu rồi, coi đó là tôi tháo rồi, không ngoài này. Đúng hết rồi, đi. Nè rảnh ông nào rảnh thì cắt cái này xuống nè, cắt cái cửa này đi sâu xuống sát luôn, cả tầng trên cũng vậy nữa, tầng trên cũng cắt sát xuống luôn. Này anh ta cửa này nè, cửa đó đụng dưới luôn. Cho nó vậy được rồi.